Chào quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 23, ngày thứ hai của cái chương trình mua một cắt cỏ Husqvarna được tặng một chai, được tặng hai chai nhớt. Các bạn thấy ngày hôm qua chúng tôi đã giao hết 50 chiếc và hôm nay lại tiếp tục giao nốt cái đống hàng này. Các bạn có thể thấy được đằng sau đây là mũ bảo hộ, lô mũ này chúng tôi về hơn 2.000 cái, 2.000 các bạn, 2.000 cái. Đây các bạn có thể thấy được rất là nhiều mũ. Bây giờ chúng tôi đang tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi và đóng hàng chuyển tiếp cho khách. Các bạn thấy được là đối với những cái hàng chính hãng như thế này ấy, cái lợi nhuận của nó rất là thấp, nên là có những cái chương trình tặng nhớt như thế này là tương giảm, tức là khi mà chúng ta tính về cái giá thành của nó giảm được tương đối sâu rồi. Một chai nhớt như rơi về tầm gần 200k, và khi mà mua một máy mà tặng hai chai nhớt là giá nó đã giảm được tầm 400k rồi. Thế các bạn mua máy cắt cỏ Husqvarna, nếu mà chúng ta đang có nhu cầu chúng ta mua luôn trong thời điểm này, đó là các bạn đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền rồi. Bây giờ đang vào cái vụ gặt lúa, đang là bắt đầu vụ gặt lúa nên là cái tình trạng máy rất là sốt. Chương trình áp dụng như vậy nên là cái tình trạng nhu cầu của người tiêu dùng rất là nhiều. Đấy, các bạn có thể thấy được một ngày chúng tôi đi bao nhiêu đây hàng các bạn, không phải một ngày đâu, đây là đơn hàng buổi chiều còn chưa đóng, chưa sắp được. Thì các bạn có thể thấy toàn bộ hàng. Đây là lưới của cái mũ cắt cỏ này, rất là nhiều. Ok, một lần nữa chúng tôi thông báo lại chương trình các bạn nhé. Các bạn mua từ 22 tháng 5 đến 22 tháng 6, các bạn mua một máy cắt cỏ Husqvarna được tặng hai chai nhớt Husqvarna luôn. Rồi ok. Rồi, các bạn vừa làm live subscribe để mình anh Sơn.